Ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành phong tỏa 8 khối của phường, đồng thời tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19. Khu vực phong tỏa là khu dân cư có tam giác từ ngã tư Ga Vinh đến cầu Canh Bắc, đường Nguyễn Sĩ Sách, từ cầu Canh Bắc đến ngã ba Quán Bào, đường Hà Huy Tập, từ ngã ba Quán Bào, đường Mai Hắc Đế, giãn cách xã hội phần còn lại của phường Hà Huy Tập theo chỉ thị 15. Từ rạng sáng 14 tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai nhanh chóng, mạnh mẽ, đồng bộ nhiều biện pháp để phòng chống dịch COVID-19. Các chốt chặn được lập và kiểm soát người ra vào. Hệ thống loa truyền thanh liên tục phát thông báo về ca nhiễm COVID-19, lịch trình dịch tễ của ca bệnh để bà con nhân dân được biết và khai báo kịp thời nếu có liên quan. Lực lượng Bộ đội Phòng hóa Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã điều động 4 xe chuyên dụng đến để phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu dân cư và các khu vực công cộng. Từ rạng sáng 14 tháng 6 cho đến nay, hàng ngàn người dân trên địa bàn phường Hà Huy Tập cũng đã được lực lượng chức năng thông báo đi lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến trong ngày 14 tháng 6, lực lượng y tế sẽ lấy toàn bộ hơn 6.000 mẫu của 8 khối dân cư của phường Hà Huy Tập. Các mẫu được lấy sẽ ngay lập tức đưa về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tiến hành xét nghiệm phân tử sinh học và cho ra kết luận cuối cùng.